Thế mình chia sẻ chưa? Thấy rồi ạ. Alo. Ừ. Em cần được một câu trả lời nó khó. Nghĩ là buồn, nghĩ là buồn thực sự. Giống như là buổi tối đi học vậy. Ok. Thì cái môn lập trình ứng dụng Java này để cho mình học cùng các bạn nhé, được chưa? Nói dạy thì nó hơi hơi cao siêu. Ở đây có khi nhiều bạn học rất là tốt và khá hơn mình đấy. Nên thôi là cứ thế. Thảo luận mang tính chất thảo luận, được chưa? Tên môn học thì thế rồi đúng không? Tính chỉ là ba loại môn thì là bắt buộc. Thì môn này ý, chỉ có hai người dạy là mình hoặc là Thái Long thôi, cho nên các bạn cũng chỉ có hai option. Chả chạy đi đâu cho thoát được, cũng kiểu gì thì cũng phải học, được chưa? Về nội dung ấy thì cái khung chương trình khá là nặng, cho nên là các bạn phải xác định tư tưởng ngay từ đầu nhé, được chưa? Các bạn sẽ có học tới 9 chương. À, năm nay sẽ có một số sự thay đổi và kiến thức mình có những cái nào nó khá giống sinh cộng cộng thì mình vẫn để, nhưng ý là mình muốn tập trung vào những cái nó trọng tâm và những cái nâng cao hơn trong Java một chút. Thế thì trong 9 cái chương này ấy, thì sẽ bốn cái chương này nó khá gần với sinh cộng cộng, và năm cái chương đằng sau thì nó có những cái khác biệt hơn một tí, những cái này đi sâu hơn, cho nên mình đã tách ra nó thành hai chương. Đó thì các bạn mình nói luôn là kiến thức nặng nhá, cho nên phải các bạn phải xác định học cho nó rõ ràng, được chưa? Bốn cái chương này các bạn nên đọc trước tài liệu, tất cả mọi chương nên đọc trước tài liệu, nên đọc trước bài giảng, bởi vì là em cứ hiểu thử nghiệm, tuần nào em đọc trước, em đọc trước bài thì cả em chưa hiểu gì, nhưng mà vào nghe á em sẽ có một cái gì đó nó khác, bởi vì em đã từng đọc rồi, em nghe nó dễ dễ hiểu hơn, nó dễ vào hơn. Còn nếu như bạn nào chưa đọc mới tinh, bây giờ còn chưa download slide ấy, thì kiểu gì là nghe cũng ngơ ngơ ấy. Xong rồi thì thế này nữa là sẽ trúng chăn ngủ luôn nhá. Cho nên là các bạn chủ động, rất là chủ động học thì nó sẽ có hiệu quả. Về phương học tập kiểm tra đánh giá thì cái học tập thì vẫn là học tập kết hợp rồi đúng không? Học liệu thì vẫn là trên LMS. Trên LMS thì mình có để một cái link Padlet. Trong Padlet đấy nó có những cái kênh học và những cái khóa học. Thì mình nghĩ là cái đấy mình đã chọn lọc rồi. Các bạn nên lựa chọn một hai kênh, một vài kênh để mà học nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Với mình đã nói rồi là sẽ không kiểm tra. À quên, không có điểm danh, không kiểm tra thì nó hơi buồn cười. Không 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 có điểm danh, được chưa? Bạn nào mà tự học được, học trên YouTube, học các thứ thì ok, không cần phải join vào lớp. Nhưng mà như mình nói, một khi đã join vào lớp thì có tương tác một tí cho kiểu là gì, cho đỡ về biến mình thành robot, mình đang nói chuyện được máy tính, được chưa? Chịu khó bật mic lên một tí, nói một tí chỉ thế thôi. Sau đó sẽ làm bài tập trắc nghiệm, bởi vì có thể là khả năng giữa kỳ các bạn có thể là cũng có thi trắc nghiệm, còn cuối kỳ thì chắc chắn là thi code rồi. Tất nhiên là trắc nghiệm thì vẫn phải code thôi, chứ không phải trắc nghiệm cứ ngồi khoanh khoanh gái đâu nhé, vì môn lập trình mà. Cái này còn đang thảo luận. Về phần bài tập thì ok, ít nhất là các bạn phải làm 50% bài tập. Bài tập trên slide thì bắt buộc phải hoàn thành. Bài tập ở trên bài tập mà mình up thêm ấy, tất cả mọi bài tập thì đều là có cái gì chắc không nghe thấy là hay cái gì đấy, thì đều là của Thái Long nhá, đều là của Thái Long. À, bạn đánh số 1, không biết đánh theo hướng hay cái gì đây. Để bà có thấy không, thì là các bạn sẽ làm. Nói chung là đừng đừng có áp lực quá về bài tập. Bởi vì là em phải hiểu rằng là bây giờ em bỏ tiền ra ngoài khi học, ra ngoài trung tâm học hay bất kỳ chỗ nào đấy, nó đều cho em làm bài tập, làm một check. Bởi vì bắt buộc phải như thế. Đây là môn không phải học lý thuyết hàn lâm, đây là môn cần thực hành, cho nên là tất cả các bạn đều phải làm bài tập, ít nhiều đều phải làm. Bạn nào không làm biết ngay đấy. Qua qua C cộng cộng rồi, hoặc là em đã từng học các môn lập trình khác, các bạn đừng nghĩ các bạn chủ động. Trời ơi, nghe bản thân mình cũng đang những cái thời tiết như thế này ấy, cũng còn đang rất là lười. Các bạn phải cho những mình những cái deadline, phải cho những mình những cái động lực. Đấy, cái động lực rằng là gì, ta phải làm bài tập trong một tuần đấy, hạn là như thế này, thế thì nó cũng có tinh thần học. Chị em cứ ôi thôi hôm nay lạnh lắm, mai học, mai lại ôi thôi ngày kia học, vẫn còn mấy ngày nữa, ngày kia lại ôi thôi làm gì nó dễ mà,
Thế xong thôi, cuối cùng là nó cứ trôi đi. Đấy, 24 giờ của em không kiểm soát. Thế là người ta học xong rồi em vẫn chưa học gì. Đấy là có sự khác biệt. Em ngủ thì người ta học. Đấy, cho nên các bạn phải xác định rõ ràng. Đừng đừng có nghĩ là mình ép buộc. Nói thẳng với nhau một câu là mình nói, nếu mà nói ra thì nó lại hơi hơi ấy, nhưng mà chính xác là không có thời gian để mà có thể xem được hết, cùng lắm là có thể xem được 50% bài tập của lớp, hiểu không? Mình sẽ ngẫu nhiên mình xem, cho nên là, nhưng mà trắc nghiệm thì sẽ xem được rất là nhanh, nhưng còn bài tập thì phải là đọc đọc cốt của bạn, mà một khi mình đã đọc được bài của bạn nào thì mình sẽ có thể lên bút hoặc có thể là làm gì đó để có thể sửa cho các bạn ấy, thì mình hy vọng mình có thể xem được nhiều hơn. Đấy. Chứ còn các bạn đừng nghĩ là cứ cứ ép các bạn đấy, các bạn phải tự ép các bạn đấy, thì nó mới có hiệu quả, được chưa? Về và nữa là không điểm danh nhưng mà sẽ có điểm cộng điểm trừ, có nghĩa là khi mà các bạn phát biểu ấy là sẽ ghi lại để mà có những dấu cộng, vì nếu mà các bạn giữa kỳ mà các bạn không qua một cái mà các bạn không có những điểm cộng nào thì coi như các bạn sẽ phải ngay lập tức nhá, chứ không có chuyện là khuyến khích như môn si công cộng, được chưa? Thì các bạn xác định rõ tinh thần nhá. Đó, thế thôi, có bạn nào có muốn hỏi về cái đoạn này không? Về cái hình thức kiểm tra đánh giá. Nhắc lại là cái giữa kỳ thì vẫn còn đang xem xét nhá, xem xét xem là thi thi trắc nghiệm hay là thi cốt. Đang cũng đang xem thử cái vấn đề hôm qua mình với thầy Long đang xem cái chấm tự động. Chấm tự động ở trên CT. Nhưng mà cái vấn đề các bạn đi copy bài nó kinh khủng khiếp lắm. Si cũng cộng copy nhiều lắm. Cho nên là không ấy. Mà bạn nào copy thì em xác định bằng không nhé, nói luôn xác định bằng không, được chưa? Kể cả người cho chép và người chép đều bằng không hết. Đó, thì có bạn nào có câu hỏi gì ở đây không? Ừ. Im lặng là im lặng đấy, bảo rồi, tương tác với nhau một cái không có một lát nữa là ngủ hết. Được chưa? Đó, về tài liệu học tập, slide bài giảng này nên đọc nhá. Mình chắt lọc rồi từ nhiều nguồn. Và cái nữa thì có một cái tài liệu tiếng Việt, nó một cuốn giáo trình thì phải, mà trong bộ sưu tập của thầy Long mình cũng đã để đến đây. Về web thì trên Padlet đấy, có một cái link trên Padlet, các bạn vào khóa học thì sẽ thấy, được chưa? Có cả YouTube, một cái kênh của bên Epsos, không phải là đi quảng cáo đâu, nhưng cái kênh đấy nó thực sự hay, nó thực sự hay, mà các bạn fresher vào vào học ở trên Hòa Lạc, ở trên trên ở đấy học trên Hòa Lạc ấy, là cũng vừa học ở trên lớp đấy, các bạn ra ngoài vẫn phải học đấy, người ta phải mất mấy tháng người ta đào tạo cho các bạn, bởi vì là người ta không tin tưởng được trường đại học. Nghe nó buồn lắm. Thì vừa học ở trên lớp và cũng vừa học cả trên YouTube đấy nữa, nó có tới hơn 200 video gì đấy, nhưng nó ngắn thôi, bạn đừng ngại. Cái tốc độ nói thì có vẻ hơi nhanh nhưng mà kiến thức thì ok, và mình thấy nó được, cho nên là mình đã giới thiệu cho các bạn tham khảo thêm, đang lắng nghe thêm, bởi vì mình không có record đâu nhé, mình không record buổi dạy đâu, vì là mẹ biết rồi chứ mình nói thế thôi. Đấy, có ai phần giới thiệu ta chỉ có với nhau như thế thôi, có bạn nào có câu hỏi hay là có vấn đề gì muốn trao đổi không, về chương trình hay là về cái gì đấy, hay là về mong muốn thì có thể nói luôn. Rõ hết rồi nhỉ? Ôi, Ừ? em kỳ trước vẫn chưa học môn đối tượng của si, học môn này không ạ? À, học được. Nhưng mà nên bạn nào thì bạn nào cho học sinh có đấy. Vẫn Tuấn ạ. Tuấn à? Ừ, thì như thế này nhá, mình tức là em nên chủ động là đọc trước, bởi vì là mình vẫn nói nhưng mà có thể là nó sẽ hơi lướt. Nhưng mà sẽ cố gắng, bởi vì là em hình dung là có nhiều bạn lắm, hôm trước mình cứ ngồi mình lại nhà mà có một số bạn bảo là thôi dạy phần khác cứ đi cô, nhưng mà thực ra ấy, lớp thì có người nọ người kia cho nên vẫn bắt buộc là phải như thế, hiểu không nhỉ? Thì là chủ động nhá, chủ động mà đọc trước, được chưa? Nó cũng không có gì đâu. OB ok, có thể là nói nó cũng rồi sẽ xem xét tình hình. Đó, vẫn nói mà mình vẫn dạy, và trong trong cái slide bài giảng nó cũng chi tiết, được chưa? Cho nên là yên tâm, bởi vì là Java thì nó thuần đối tượng, cho nên là em động một cái gì nó cũng là đối tượng cả, nên là em cần phải đọc đọc trước đấy, như thế là phải nỗ lực nhiều hơn đúng nhỉ? Cứ một tiết ở trên lớp thì bằng 2 tiết học ở nhà, như vậy là các bạn có 4 tiết học trên lớp thì các bạn phải có 8 tiết
tự học ở nhà, tức là rơi đâu đó khoảng ít nhất là 8 tiếng. Đấy. Thì chia ra mỗi ngày các bạn dành khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi cho cái môn học này, thế là ok rồi đấy. Các bạn tự sắp xếp. Được chưa? Vậy là được. Trong một tuần cứ trải đều ra, đừng có học trong một hôm xong lại quên hết. Có vậy thôi đúng không? Còn câu hỏi gì nữa không? Tóm lại là trên slide vẫn có nhá. Em download slide về chưa? Em có download rồi, hôm qua em cũng Ừ. vừa cài cái Eclipse rồi. Đã chạy được Hello World chưa? Đã khóc được câu nào chưa? Dạ, em khóc được nửa lít rồi nhưng mà vẫn bị Ok, ok. Rồi. Vậy là tốt rồi. không em phải nguyên cổ. Ừ. Để có một cái tâm thế nó chuẩn bị như thế thì nó đấy, giờ bạn nào mới đang đi cài cắm này, xong một lát nữa các bạn người ta khóc hết rồi, các bạn chào đời hết rồi, mình vẫn đang còn ở đâu đó này, mãi mãi chưa khóc được. Được chưa? Ok, thế thì là bây giờ ta sẽ vào cái chương đầu tiên. Hôm nay thì dự kiến là sẽ đi hết là tận 2 chương đấy, cho nên các bạn tập trung nhé, đi hết 2 chương, bởi vì dường như là cái điểm khác ở trong buổi ngày hôm nay nó chỉ là về cú pháp nhịp suất thôi, còn về những cái lập trình cơ bản, những cái cấu trúc điều khiển các thứ là nó giống y hệt ESC, được chưa? Bởi vì là cái thằng này nó bay trên C, bay trên C cũng có C cũng có nhỉ, C cũng có. Về cái chương giới thiệu về lập trình Java ấy, thì mình sẽ có 4 phần, tổng quan Java này, cấu trúc chương trình, cách tạo project trên Eclipse và các cái ứng dụng của Java cái này. Để giới thiệu qua qua thôi, nói chung là nó có nhiều quá trời, các bạn cứ lên mạng search thêm. Được chưa? Các bạn để ý là khi mà thiết kế slide của mình ấy, trong mỗi một cái nội dung ấy, thì ví dụ như cái tổng quan về Java thì mình sẽ có rằng là tổng quan về Java mình sẽ học cái này. Đấy, thì nó sẽ theo một cái nhóm để các bạn dễ định hình là các bạn đang ở phần nào, đấy, học cái gì. Được chưa? Tổng quan Java thì các bạn sẽ học khái niệm Java, Java là gì đấy. Đấy, không biết là học nhưng có đặt câu hỏi không? Vì sao phải học? Vì sao có C? Em học C rồi, em học C cộng cộng rồi. Sao có lắm thế? Lại phải học Java. Đấy, thế thì các bạn đã tìm hiểu chưa? Đấy, tại sao tên gọi của nó là Java này? Đấy, thì tại sao phải học này? Và trong cái này thì các bạn sẽ có những cái khái niệm như là JVM, JRE, JDK, các cái phiên bản của Java để ta hiểu rõ hơn là ta đang học cái phiên bản nào. Đấy. Về cài cắm. Được chưa? Thế thì trước về Java các bạn nào đã thử tìm hiểu qua chưa? Ở trên này thì nó cũng vắn tắt thôi, câu chuyện về Java thì nó dài lắm. Nhưng mà đã có bạn nào tìm hiểu vì sao ngôn ngữ này nó tên là Java mà nó không phải là một cái tên khác? Và có cái gì khác biệt mà em cần phải học chưa? Tại sao em phải học? À, em đã tìm hiểu chưa? Các bạn nào tìm hiểu thì phát biểu đi em. Mình hy vọng và mình tin là các bạn đã tìm hiểu qua qua rồi đấy, thì các bạn phát biểu đi, yên tâm không để các bạn thiệt bao giờ nhé. Bảo điểm không quan trọng, mà lúc nào tôi làm gì tôi phải quy về điểm, tôi mệt quá. Chưa ai tìm hiểu à? Im lặng hết kìa. Thì thế là chưa? Hình như là Java là nó nghe giống ở Indo này. Đầu tiên em cứ tưởng là Indo, ở Indo cơ. nó là cái gì ở Indo đấy? Hình như là cà phê hay cái gì đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thật Mong ra em thì hòn thấy em đảo. biểu tượng nó cũng giống cà phê. Đúng rồi, Nhưng đúng rồi. Còn ý nào nữa không? Thế em có biết cái điểm khác biệt giữa Java và các ngôn ngữ lập trình khác không? Nó phải có sự khác biệt đấy, thì nó mới phát triển mạnh mẽ, và cái thời điểm đấy là người người đi học, nhà nhà đi học Java, và tạo tạo ra rất là nhiều thứ hay hơn đấy, nó phải có cái gì đó nó mạnh mẽ, nó phát triển, nó khác biệt. Em biết là cái gì không? Em biết là cái gì mà nó lại phát triển mạnh mẽ đến thế không? Có biết hình như nó chạy nếu mình tạo ra kiểu như là viết nó thì nó sẽ được chạy ở mọi mọi nơi ấy. Tức là nó tích hợp nhiều nền tảng. đúng rồi. Bạn nào nhỉ? Chưa nhớ rằng. Quang Tuấn là vừa nãy ạ.
Nói chung là mình chỉ có, nếu mà em phải nói thật là nhiều ấy thì may sẽ nhớ, còn không mình chỉ có nhìn mặt thì mình mới nhớ được lâu thôi, còn tên thì hay quên lắm. Giọng nói thì phải nói rất là nhiều thì mới mới nhớ được, nhưng mà nhìn mặt thì nhớ rất là nhanh. Nhưng mà các bạn có vật cam gì đâu. Xong thì mình xem màn hình mình cũng chả nhìn thấy bạn nào thế, nên là coi như là mình đang ngồi nói chuyện với cái máy tính. Ok bạn Tuấn rồi. Thế thì giống như bạn Tuấn nói ấy, và những cái năm 90 ấy, điểm điểm qua cho các bạn thấy, để thấy được rằng là cái Java nó đã đời, nó phát triển. Cái thập niên 90 ấy thì là khi mà các cái thiết bị điện tử đang đang phát triển, cái ngành công nghiệp điện tử gia dụng, ví dụ như là máy giặt, tủ lạnh, điều hòa vi sóng, cái thứ đấy là đang phát triển mạnh mẽ. Thế tuy nhiên thì khi mỗi mỗi một cái phần cứng ra đời, thì mỗi một cái chức năng các thứ ra đời thì cần phải có những cái phần mềm tương ứng, những cái chương trình để có thể tích hợp vào, nhúng 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 vào cái thiết bị để mà cho nó chạy, nó thực thi. Để nảy sinh ra cái vấn đề là ví dụ như hai thiết bị có chức năng giống nhau nhưng lại phải tìm tới hai nhà phát triển phần mềm để tạo ra cái chương trình khác nhau để nhúng vào, mặc dù chức năng nó giống nhau. Thế thế là bắt đầu là cái tập đoàn Sun Microsystems này họ mới nhìn ra cái vấn đề đấy, và người khởi xướng ra là James Gosling, đây ông ấy đây, thì đã nghĩ rằng là cần phải viết được một cái gì đó mà có thể chạy được trên mọi nền tảng, tức là viết một lần thôi, tốn tốn công viết một lần thôi, viết chương trình một lần nhưng có thể nhúng 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 được vào ở mọi thiết bị, bởi vì các thiết bị đấy nó đều có chức năng giống nhau. Ví dụ cái chức năng giống nhau nhất đó là bật đúng không, thằng nào cho có bật, nào có bật, nó có cái nút nguồn để bật lên này đấy. Thế thì là cái thời điểm đấy thì trước đó thì C và C cộng nó không làm được, C vì C cộng cộng nhúng chứ có nhúng chứ, nhưng nó không làm được. Nhưng mà Java ra đời là đã khắc phục được cái đấy, cho nên là sau ngay lập tức là nó phát triển mạnh mẽ lắm, thấy chưa. Đấy là lý do vì sao mà, và nó có những cái đặc điểm khác cho nên là các bạn mới phải học ở đây, nó là vì vậy. Thế còn điểm qua một số cái sự kiện thì là thực ra là cái năm 1990 ấy, là cái sản phẩm được đầu tiên được ra đời, thì nó tên tên của nó là Oak. Oak ở đây này, nó là một cái cây này, và thực ra cái này nó là một cái cây sồi này. Theo nhiều nguồn khác nhau thì cây sồi này thì nó có sức sống mạnh mẽ, và có những nơi thì lại bảo là ngoài công ty của cái ông, ngoài công ty của James này thì nó trồng rất là nhiều loại cây này, cho nên là team đã lấy cái tên Oak để đặt cho cái những cái sản phẩm, những cái gì, những cái phiên bản đầu tiên được ra đời đấy. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề là khi mà lên đăng ký cục sở hữu trí tuệ, sở hữu về những cái mà mình làm ra, thì là cái tên Oak này thì đã tập đoàn khác đã chọn nó rồi, cho nên là team đã phải ngồi lại với nhau và chọn cái tên là Java. Thì Java như bạn Tuấn nói ấy, thì nó là một hòn đảo nổi tiếng ở Indonesia, và nó sản xuất ra những hạt cà phê đầu tiên. Đấy, team thì lại cái thời gian đầu làm việc ấy thì chuyên ngồi trong quán cà phê làm việc xuyên ngày đêm. Đấy, cái team đầu tiên là tên là Green Team, đấy, team non và xanh. Thế sau thì lấy luôn tên Java để đặt thôi. Tuy nhiên thì có một cái sự kiện đáng chú ý ở trong cái ông Java này, đó là năm 2010 thì Oracle đã mua lại, và khi mua lại thì ngay lập tức nó thương mại hóa tất cả mọi cái phiên bản, những cái sản phẩm mà Java đã làm ra. Oracle thì nó chuyên về DB đấy, nhưng mà gì vì là cái Java này nó phát triển quá mạnh, thế là mua luôn, thâu tóm luôn. Đấy. Trước đó thì vẫn open source nha, trước đó thì vẫn mở mở cho tất cả mọi lập trình viên trên thế giới có thể học được Java và phát triển, cùng nhau phát triển, chung tay và phát triển đấy. Và càng nhiều người phát triển như thế cho nên càng ngày nó càng phát triển, và nó mạnh mẽ như vậy. Nó có những cái, nó ra được những cái rất là hay, những cái framework và những cái thứ rất là hay, nhưng sau đấy một phát thì thôi, bị Oracle thương mại hóa và bản quyền luôn. Nên là khi mà các bạn search Java ấy, thì thông thường nó sẽ liên kết đến cái thằng Oracle. Mấy cái trang mình để có một cái trang Oracle là oracle.com ấy, cả em vào download JDK nhá, em cũng thấy rằng là nó dưới nhãn của Oracle, bởi vì Oracle mua lại rồi, ban Oracle nó mua lại rồi. Đấy là một qua qua một chút về cái câu chuyện về Java, và cái slogan thì có người đấy.
slogan bạn Tuấn nói đó là gì? Run once, run anywhere. Có nghĩa là viết một lần mà có thể chạy được trên mọi thiết bị. Điểm điểm khác biệt là thế, nó làm được là như thế, nó chạy được trên mọi thiết bị. Được chưa? Thực ra nó còn dài hơn nên thôi, tao nói thế thôi, buồn ngủ lắm. Bây giờ chắc nhiều bạn ngất rồi. Đúng không? Thì Java thì có nhiều cái đặc trưng nổi bật, nhưng mà ở đây mình sẽ chỉ điểm qua 6 cái thôi. Được chưa? Thứ nhất là về object oriented thì đó là tính hướng đối tượng. Thì Java thuần hướng đối tượng mà, nó tất cả các cái chương trình của Java thì chỉ xoay quanh các cái class object và những cái đặc điểm của OP đó là gì? Ba còn nhớ không? Kế thừa, tính đa hình, tính đóng gói và tính trừu tượng. Đấy, bốn cái này nó quan trọng. Và mình sẽ đi đi sâu hơn, đi kỹ hơn, chi tiết hơn của bốn tính chất đấy trong Java. Được chưa? Một cái thứ hai nữa đó là đơn giản. Thì Java thì nó phát triển dựa trên cái ngôn ngữ C cộng cộng, cho nên là các bạn có thể thấy là nó khá là gần C cộng cộng và nó đơn giản. Nhưng mà nó loại bỏ được một số những cái vấn đề phức tạp ở trong C cộng cộng, như các bạn có thể thấy đó là con trỏ là một trong những vấn đề mà các bạn cảm thấy rất là khó hiểu, đúng không? Thêm nữa đó là đa kế thừa. Đa kế thừa nó loại bỏ cái đa kế thừa. Tất nhiên thì vẫn có cách để mà ta thực hiện được cái việc đa kế thừa, nhưng nó thực thi một cách mà nó rõ ràng hơn, chứ nó việc đa kế thừa nó mơ hồ và nó dễ sinh ra lỗi cho các bạn á. Sao ra bài nó bỏ. Được chưa? Thế còn thứ hai là bảo mật, thì cả chương trình của Java thì nó đã không sử dụng con trỏ và nó chạy trên một cái ông máy ảo là JVM, cho nên là nó được bảo mật hơn các cái chương trình và các cái ngôn ngữ khác là vì thế. JVM là cái gì thì một lát nữa các bạn sẽ được tìm hiểu. Tiếp nữa đó là platform independent, thì nó không phụ thuộc vào nền tảng. Không phụ thuộc vào nền tảng của bạn là Windows hay là Mac OS thì các chương trình Java đều có thể chạy được. Có một cái hay, nó chạy được là vì nhờ nó có cái máy ảo đấy. Lát nữa cũng sẽ lại nói đến cái này. Chứ còn bình thường ra thì các ngôn ngữ khác ấy, thì viết chương trình ở trên đâu ấy, thì nó chỉ nhúng và nó chỉ chạy được trên đấy thôi, còn vứt sang thằng khác là nó bèo ngay, đúng không? Các bạn thử mà xem. Bây giờ mang của Windows sang 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 vứt cho ông Linux xem ông có chạy được không. Tiếp theo là tính phân tán. Thế thì each, thì Java nó cho phép những cái tạo ra các cái ứng dụng phân tán rất dễ dàng. Tức là chỉ cần network thì là các cái ứng dụng của Java nó có thể kết nối được với nhau, đấy, có thể liên kết được với nhau. Thì đấy là cái tính phân tán. Cái sản phẩm. Thôi các bạn cứ gì hiểu đến đấy thôi. Đơn giản là nhờ có mạng thì nó kết nối được với nhau, kiểu như thế. Còn multithread là cái tính đa luồng. Thế thì Java cho phép viết chương trình đa nhiệm và quản lý các cái tài nguyên tiến trình dựa trên là cơ chế share tài nguyên. Multithread thì nó được sử dụng rộng rãi trong các cái ứng dụng về web app hay là các ứng dụng về PC trên PC đấy. Đấy, đấy là những cái đặc điểm nổi bật. Ngoài ra thì nó còn 6 cái nữa cơ. Nhưng mà thôi ta chỉ điểm qua những cái nổi bật hơn. Còn 6 cái thì các bạn có thể tham khảo thêm. Nãy giờ cứ đang nói JVM đúng không? JVM nó là Java Virtual Machine đấy, nó là máy ảo Java. Nó cái ông này thì ông ấy cung cấp một cái môi trường mà các mã bytecode có thể thực thi được. Có nghĩa là bình thường khi mà với những cái ngôn ngữ khác và với các cái thứ khác, thì khi mà em viết một chương trình ví dụ như trên Windows ấy, thì em phải biên dịch nó dưới dạng là file chấm .exe, và từ file .exe đấy thì máy tính mới có thể hiểu được. Nhưng mà trên trên có thể là Mac, mình nhớ không nhầm là Mac thì là mình không dùng Mac, nhưng mà trên Mac thì là phải biên dịch nó dưới dạng là chấm .lf, đúng không? Có bạn nào dùng Mac thì có thể thấy thì máy tính có thể hiểu được. Tuy nhiên thì Java nó khác, Java nó khác là nó có một cái JVM, còn nó khác là một cái trình thông dịch. Có nghĩa là các cái chương trình mà em viết ban đầu ấy, nó là lưu dưới dạng là chấm java này, sau đó nó sẽ được compile thành dạng là chấm file class đấy, chấm file class. Và cái file class này ấy, thì là
nó sẽ được nạp vào GVM và GVM có nhiệm vụ là giao tiếp với máy tính. Đấy, thì khi đó thì GVM nó xử lý như nào thì đấy là việc nhà phát triển. Và nhà phát triển có nhiệm vụ là tạo ra những cái GVM tương ứng cái hệ điều hành cho mỗi hệ điều hành. Em khi mà em cài JDK thì trong đấy nó có cả JVM, thì em có thể thấy là khi em cài JDK thì nó có JDK cho Linux, hay có JDK cho Windows, hay có JDK cho thằng Solaris. Đấy, thế thì em hiểu rằng cái này nó là cái này là compiler, nó trình trình biên dịch nhá. Nhưng cái JVM này em có thể hiểu đơn giản nó giống như là cái trình trình thông dịch. Hay nói cách khác là nó giống như là một cái người biên dịch ấy, người 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 phiên dịch ấy. Đấy. Đây này. À, đây là em này, em là một cái file chấm class, em là người nước Việt đúng không? À, bây giờ em muốn giao tiếp với một cái máy tính là tức là một cái người nước Đức. À, thì em cần có một cái là biên dịch viên của nước Đức đúng không? À, em muốn giao tiếp với một ông khác là ông người nước Mỹ, à người nước Anh đi chẳng hạn đúng không? Đấy, thì em cũng cần phải có một thông dịch viên của người nước Anh để giao tiếp. À, bất kỳ à, thì cái thông dịch này, cái trình này, cái JVM này là do nhà phát triển tạo ra tương ứng cho mỗi cái hệ điều cho mỗi cái hệ điều hành rồi. Thế, cho nên là em thì có nhiệm vụ là em thông qua cái ông thông dịch viên này thôi, còn ông ấy xử lý như nào để cho máy tính hiểu được thì kệ ông ấy. Nhưng cái sự khác biệt ở đây đó là nó chạy qua máy ảo, được chưa? Nó cần chạy qua máy ảo. Khi mà compile xong, khi mà biên dịch xong thì nó cần phải chạy qua máy ảo thì máy tính mới hiểu được. Đấy, cho nên là cái nhiệm vụ của các bạn là các bạn phải cài JDK là vì thế. Thế thì một lát nữa chúng ta sẽ làm cái vấn đề này nó sáng tỏ hơn một tí. Bây giờ ta cứ điểm qua xem là nãy giờ cứ nói JDK với JRE. Vậy thì JDE JRE thì nó là cái gì? Nó là Java Runtime Environment. Nó là một môi trường thực thi dành cho các cái ứng dụng với bằng Java. Thằng này nó có nhiệm vụ là nó sẽ trao đổi, nó sẽ lấy cái tài nguyên ở trong máy tính của em để có thể mà thực thi cái chương trình. Đấy. Cái JRE này ấy, thì nó bao gồm cái thư viện là RT chấm Java hoặc là resource chấm Java, nhiều lắm, nhiều các thứ khác lắm, và các cái file khác để mà ông JVM có thể sử dụng trong cái thời gian chạy, tức là trong JRE đã có cả cái JVM rồi. Đấy. Và to hơn nữa thì đó là gì? To hơn nữa thì đó là JDK. JDK thì nó là Java Development Kit đấy. Nó là một bộ công cụ để phát triển phần mềm. Được chưa? Trong JDK thì chứa JVM này, chứa JRE này và một vài các cái tài nguyên khác như là compiler là Java C đấy, rồi OK, những cái ra để xây dựng cái ứng dụng về Java. Đấy thì khi nói lằng nhằng thế thôi, nhưng mà khi mà em cài JDK thì nó đã đầy đủ tất cả cho em rồi, nó đã có JDE trong đấy và nó có JVM rồi, cho nên nhiệm vụ của các bạn là cài JDK là vì thế. Chứ như như C hay là như các thứ khác em chỉ cần download, ví dụ như là DevC là gần gũi nhất đúng không, về cài cái thế là dùng được nhẹ nhàng. Nhưng mà ông này thì ngoài cài tool ra thì em cần phải cài một cái là JDK vào nữa, được chưa? Có bị nhanh quá không vậy, các bạn có nghe không? Dạ vẫn kịp ạ. Vẫn kịp à? Ok. Có nhanh quá không? Nhanh quá thì bảo để nói chậm lại nhé, bởi vì mình biết là mình nói nhanh. Nhanh quá thì cứ nói nhé. Ừ. Còn về các phiên bản của Java thì có ba cái loại chính mà các bạn cần phải lưu tâm. Vì cái này nó quan trọng, chứ không là các bạn cài cắm các thứ là các bạn sẽ bị nhầm nhầm lẫn ngay, được chưa? Cái loại thứ nhất ấy, đó là Java Standard Edition. Đây là cái loại là J2SE. Đây là cái nền tảng lõi của Java. Và nó bao gồm các cái thư viện Java Core như là java.lang, java.io, .max và .util đấy. Cái phiên bản này thì nó dành cho các ứng dụng về desktop nhiều, được chưa? Và nó cũng là cái phiên bản mà mình sẽ học J2SE, Java Standard Edition là cái mình sẽ học. Cái loại thứ hai ấy, đó là Java Enterprise Edition, thì nó là J2EE, thì nó cung cấp các cái thư viện hỗ trợ việc phát triển các cái chức năng nguyên hóa rồi đa tầng chạy lên các ứng dụng server. Thì cái này thông thường nó dùng cho các ứng dụng về doanh nghiệp đấy, cho nên là ta không học về cái này nó phát triển rộng hơn đấy. Còn cái Java Micro Edition là J2ME ấy, thì nó bao gồm một số cái thư viện lõi là J2SE, J2SE và một số thư viện đặc biệt phù hợp với phần cứng của thiết bị di động
của thiết bị di động. Nói đến đây có nghĩa là cái thằng Java Micro Edition này ấy, thì nó nó chuyên dành cho các cái ứng dụng phát triển về mobile. Mobile gần với các bạn nhất thì các bạn có biết nó là cái gì không? Cái gì mà dùng Java rất là nhiều đấy? Cái gì các bạn biết không? Hãng của hệ điều hành nào? Các bạn biết hệ điều hành nào không? Không biết thằng nào dùng Android à? Tôi nói Android luôn rồi. Đang bảo không biết thằng nào dùng Java. Android nhá, Android là cái hướng mà bạn khi mà bạn kể cả sau này khi mà em học để mà làm Android ấy, thì kiểu gì em cũng học Java, và khi đấy là em sẽ học cái J2ME này này. Đấy, em sẽ học cái này để có thể phát triển được các cái ứng dụng trên thiết bị di động. Android là một cái rất là gần gũi các bạn. Đấy, đấy chính là Android phát triển từ Java đấy, từ ngôn ngữ Java đấy. Và trong trong cái Android có bao nhiêu cái phần mềm thì cũng dường như cũng là để mà có thể chạy lên trên nền tảng của Android thì kiểu gì nó phải trên nền tảng phát triển từ Java đúng không? Cho nên là em thấy là nó rất là phát triển đấy. Bởi vì một trong những cái nó phát triển nữa là giá thành của nó rẻ, đúng không? Nó rẻ hơn iOS rất là nhiều luôn. Mình cũng còn chưa bao giờ dùng iOS cơ. Bởi vì con điện thoại thì cũng chả quan trọng. Nói chung là dùng quen mới thấy nó cũng được. Giá thì vừa phải chăng, chứ là cứ dùng thôi. Còn mình không biết vì sao cái macOS thì nó khác biệt là cái gì mà mọi người cũng thích và giá thành thì lại cao. Đấy. Đấy chưa? Đấy là các cái phiên bản nhé, các cái phiên bản của Java có ba loại cần phải nhớ. Được chưa? Thì nhớ là các bạn sẽ học cái loại Java Core là J2SE. Được chưa? Nhớ. Tiếp về cái lịch sử phiên bản ấy thì năm 1996 là có cái phiên bản JDK là 1.0. Nó có những cái tên nhé, em có thể thấy là chỗ này đang viết là JDK đúng không? Đấy, này đang viết lại sang năm 1998 lại viết là J2SE đúng không? J2SE thì là thực ra nó như nhau thôi, được chưa? Nó cứ thay đổi biến tên thì xong rồi cứ cải biến. Sau này thì người ta gọi là gì? Cái dấu mốc và cái version được dùng nhiều nhất đấy là cái J2SE. À quên, cái Java Java SE Java 8, sau này người ta cứ nói tắt là Java 8. Đấy, như hôm trước mình nhắn cho các bạn ấy, là mình cũng chỉ nói là Java 8 thôi, là người ta sẽ hiểu rằng à có nghĩa là em cần phải cài cái bản phiên bản JDK 1.8. Đấy thì nó chính là cái ông này này. Nó chính là cái Java SE 8 này. Gọi tắt là Java 8. Được chưa? Chứ không sau này người ta bảo là ra công ty người ta bảo là cài cho anh bản Java 16. Đây này, 2021 thì là đã Java 16 rồi. Hình như hôm trước cái lớp thứ hai là các bạn ấy bảo là em dùng Java 17 được không? À vậy có nghĩa là nó đã ra đến phiên bản 17 rồi. Và người ta chỉ cần nói là Java 17 thôi là em tự phải hiểu rằng là em cái dự án đấy người ta đang dùng Java là 17 và em cần phải cài đặt cái bộ JDK là 1.17, có thể sau này cải tiến nó thành 17 nhưng nói chung là nó phải liên quan đến cái số 17 thì nó chính là cái em cần phải cài JDK đấy. Hình dung không nhỉ? Thì có rất là nhiều phiên bản nhưng mà điểm qua ngoài cái này thôi, và cái chính là mình cũng sẽ học là Java 8. Java 8 ở bên ngoài người ta bây giờ người ta vẫn dùng rất là nhiều và cái phiên bản ổn định ấy nên thích, nói chung là thích dùng. Mình trước dự án của mình cũng dùng Java 8, cũng dùng Java 8. Còn tùy dự án, có những dự án của bên Nhật đấy, bây giờ người ta vẫn có những cái dự án rất là cổ, dùng Java 5, Java 4 chuyện bình thường nhé, cổ lắm. Nó ổn định rồi thì người ta cứ thế thôi, bởi vì khi mà nâng cấp lên thì nó tốn rất là nhiều tiền, cho nên là cứ thế mà dùng thôi. Đấy, thì nhớ là các bạn cài, vì sao muốn là các bạn cài cùng với nhau một cái Java 8, các bạn vẫn có thể là cài những phiên bản khác. Tất nhiên thì thi thoảng ngay có những cái lỗi tự nhiên nó khác ấy, thì lúc đấy thì lại phải hỗ trợ cho một mình em chẳng hạn, kiểu như thế ấy. Lại phải tìm kiếm, có thể là Java 8 thì nó phổ biến hơn và khi mà em tìm những cái lỗi ấy, thì nó cũng dễ hơn. Và tất nhiên là những cái phiên bản đằng sau ấy, em một khi em đã cài Java 17 ấy, thì chắc chắn là mình nghĩ là nó không không biết có lược bỏ không, nhưng mình nghĩ là nó sẽ có những cái phát triển hơn của Java 8, cho nên là mình nghĩ là em cứ yên tâm em dùng được những cái phiên bản đằng sau, được chưa? Chắc nó cũng không có sự khác biệt nhiều lắm đâu.
Nghĩ thế cũng chưa dùng, bởi vì dùng quen Java 8, chỉ dùng Java 8. Được chưa? Nhưng không phải là cứ dùng quen là dạy bọn em thế đâu, bởi vì nó phổ biến. Đi học ở đâu thì người ta cũng nói thế thôi, hiểu chưa? Trước mình học thì người ta cũng dạy Java 8 mà. Tức là mình đi học khóa Automation Test thì cũng học lại Java đấy. Cho nên những bạn nữ nào sau này muốn theo ngành tester, nhưng mà em muốn là nó không phải thủ công mà em muốn test tự động ấy, thì là em học Java, sau này em chuyển hướng nó cũng là một cái lợi thế đấy, được không? Automation Test thì cũng hay phết, cũng có code code để cho mà kiểm tra đánh giá, hay, nói chung là cũng được. Như vậy là các bạn sẽ cài Java 8 này, còn các bạn cài các phiên bản khác hơn thì là tùy các bạn trải nghiệm nhá, nhưng mà cũng được, được chưa? Về công cụ phát triển phần mềm IDE thì có ba loại này. Tuy nhiên thì như đã nói là các bạn nên cài Eclipse để cho gì? Cái thằng này nó cũng phổ biến dùng. Đấy, người ta cũng dùng rất là nhiều. Và IntelliJ, NetBeans thì nặng rồi, NetBeans thì nặng, nhưng IntelliJ thì nó, mình thấy là cái bản community ấy thì nó cũng không khác với Eclipse nhiều đâu. Cho nên mình nghĩ là các bạn cài này. Còn IntelliJ thì chẳng nó gặp lỗi đấy, mà mình chưa dùng quen thì đấy, lại phải đi search, và cái gì nó chưa phổ biến thì search nó cũng ít. Đấy, cho nên là cứ Eclipse đừng cho nó thân thiện, được chưa? Thì khuyến khích là dùng Eclipse. Thế thì tại sao cần IDE? Thì IDE thì nó giúp biên dịch, thực thi, gỡ rối và viết code trở nên hiệu quả hơn. Thì các bạn có biết IDE nó là cái gì không? Viết tắt của từ tiếng Anh nào không? Có biết nào, có bạn nào biết không? Bạn nào biết biết, biết IDE nó là cái gì không? IDE là cái môi trường phát triển tích hợp ạ. Đúng rồi, nhưng mà nó được viết tắt của cái từ tiếng Anh gì ấy? E. Integrated Development Đúng rồi, chẳng rồi. Đấy. Có phải bạn Tuấn không ấy nhỉ? ha. Ok, đúng rồi đấy. Thì đấy nhá, thì comment các bạn thấy rồi nha. Không biết là có bao nhiêu bạn đã cài cắm rồi. Thì cũng không biết là như hôm trước lớp thứ hai phản ánh là em chỉ cần cài JDK và em chỉ cần cài Eclipse, chứ em cũng không cần xét về môi trường đấy. Thì có thể là tùy tùy các cái phiên bản Eclipse đằng sau này của em chẳng hạn, nó xịn sò, nó hỗ trợ kiểu gì đó mà nó tích hợp luôn được vào với tích hợp JDK vào thì em không phải xét biến môi trường. Chứ nếu không ấy, thì thông thường như mình ấy, thì mình phải xét cái biến môi trường này thì mới dùng được. Tức là đây nha, có các bạn nào chưa, đây là cái hướng dẫn của mình, cái hướng dẫn để xét cái biến môi trường đấy. Như ngày xưa ấy thì là những cái năm đầu tiên học ấy, đấy, dường như là phải xét biến môi trường thì mới chạy được, còn không thì nó không chạy được. Xét biến môi trường thì nó máy tính của em nó có thể hiểu được thôi, nó có thể côn được đến cái ông đây. Khi em cài xong nhá, em vào C này, xét full màn hình đúng không, xét full màn hình đúng không? Vâng. Ừ đây, vào C, vào cái program file ấy, thì nó sẽ có Java này. Đấy, thì em sẽ thể thấy trong này nó có JDK và JDE này, thì em sẽ lấy. Đấy, có những bạn không biết lấy cái đường dẫn thì kiểu gì cơ, đây này. Đấy, trên Win thì lấy kích chuột vào đây phát, đấy là lấy được cái đường dẫn, được chưa? Lấy cái đường dẫn này, lấy cái đường dẫn này để em sẽ tạo ra một cái môi trường để nó có thể côn được đến đây, nó sử dụng những cái thư viện ở trong nó có thể thử sử dụng được những cái tài nguyên ở trong ông bin này, được chưa? Đó, thế thì xét như thế nào? Thế thì đây em sẽ vào Control Panel này, nói nhanh nhé, và System Security nhé. Các bạn nào chưa làm kịp với các thứ thì mình không biết đâu, bởi vì các bạn không nói cho nên mình mặc định là biết hết rồi đấy. Cứ không nói gì đi, cứ ngồi em đấy, được chưa? Sau đó thì bên tay phải của em ấy, đấy, sẽ cố gắng nói chậm cái đoạn này để các bạn nào cần set thì set. Sẽ có cái Advanced System Setting ấy, bởi vì không 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 ai dạy em, không ai dạy các bạn cái này đâu. Cái này đáng lẽ ra là tự tìm hiểu các thứ, ngày xưa mình cũng được dạy cái này đâu. Lên mạng mà search, nó bị lỗi thì lên mạng search thôi, được chưa? Trong cái tab Advanced này thì sẽ có một cái đó là Environment Variable, đấy là biến các cái biến môi trường. Thế thì em kích vào nó, được chưa? Đấy, xong ở trên này nó sẽ có hai thứ, một là User Variable for Admin, hai là System Variable. Thế thì em phải tạo ấy. Nếu mà em đã, một khi em đã set thì em tạo cái biến là biến hệ thống. Nên là trong cái khung dưới này này, đấy, em lưu một cái.
new một cái thì nó sẽ có một cửa sổ lên là nó new system variable. Em sẽ cho nó một cái tên, ví dụ em đặt nó là Java home, Java gạch dưới home, được chưa? Phòng trường hợp ví dụ nó chỉ đọc được đến Java chứ nó không hiểu, ví dụ tự nhiên hôm nay có một dấu cách nó không hiểu đằng sau, thế thì cứ chắc ăn là người ta thông thường người ta sẽ đặt là Java gạch dưới home. Và cái value chính là cái đường dẫn mà nãy mình bảo các bạn có. Đấy, ổ C, Brew, file, Java, JDK. Đó, sau đó em ấn OK. Được chưa? Hoặc là nếu mà em quên em chưa copy thì không sao hết. Ở đây em chọn đến cái đường dẫn đấy. Đấy này, Brew directory này. Đấy, chọn đến cái ổ C thì đó cũng sẽ được. Sau đó thì em OK thôi. Thế OK chưa đủ, OK thì khi đấy ấy, em mới tạo ra được một cái biến ở đây là Java Home. Được chưa? Tiếp theo đấy em cần phải làm đó là em có nhìn thấy một cái biến là cái path. Đây, cái path này thì em kích chọn vào edit. Đừng có ai nhỡ tay kích chọn và delete giống như hôm trước một cái bạn ở bên lớp thứ hai. Bạn ấy delete luôn cái path này đi. Cái này nó của Win, nó sẵn là gì, chắc là em xóa đi thì nó có vấn đề đấy, tốt nhất đừng có xóa nhé. Mà bấm một phát nó xóa luôn cho nên đừng có dại nhé. Đấy, nhìn cho kỹ mà bấm. Đấy, bấm vào edit. Được chưa? Trong edit này thì em sẽ new một cái. New một cái thì em sẽ gõ giống như mình đây. Đó là gì? Phần trăm Java Home, phần trăm sụp pin. Được không? Các bạn có đang làm theo không? Các bạn có đang làm không? Đó. Cái im im không biết thế nào nó cơ. Ồ, cái lớp này nó trầm. Chắc là ấm hơn rồi đấy. Dậy đi các bạn ơi. Cũng 8 giờ kém rồi đấy. Được chưa? Được chưa? Ừ. Đó. Xong thì các bạn ấn OK thôi. Thì khi đấy các bạn sẽ ra ngoài này, các bạn xem là mình đã set môi trường thành công chưa. Thì đơn giản là em vào CMD này, vào cái thanh tìm kiếm nhá, CMD. Xong rồi em chọn là run administrator. Đó. Có một cái màn đen đen hiển thị lên. Được chưa? Đấy, em sẽ gõ là gì? Java, Java cách, đấy, gạch ngang version để check xem là có cái đã cài chưa. Nếu mà em cài thành công ấy, thì là có nghĩa là nó sẽ hiển thị cho em ba cái dòng Java version là đây 1.8, như mình cài là 1.8 thì có nghĩa là Java 8 đấy, hiểu chưa? Trong cái version đấy thì nó có những cái version khác nữa, ví dụ như 025 gì 251 đấy, hoặc là 0222 gì gì đó, kệ nó, nên nói chung cứ Java 8 được. Được chưa? Xong rồi thì ở đây có gì, có cái Java SE này, runtime environment này, đấy. Rồi Java hotspot. Đấy. Thế thì các bạn nha, các bạn hoặc hôm trước làm cái lớp, đáng nhẽ là để cho các bạn tự download cơ, nhưng mà cái lớp kia nó hóa ra là bây giờ càng ngày Oracle nó càng càng không public, cho nên là khi mà download các thứ em cũng phải cần tạo account. Cho nên là hôm trước mình đã open cho các bạn ấy để các bạn ấy có thể định định là không open cái JDK với cả cái Eclipse cho các bạn đâu. Để mình dân công nghệ thông tin mà. Để lên mạng search một cái xong tự download tự các thứ, đúng không? Cần gì? Nhưng mà không vào đây đăng ký tài khoản nó lâu quá, cho nên là phải public cho các bạn luôn. Khi mà em vào cái trang chủ của Oracle Java, cái technical Java SE này, đấy, Java SE 8 này. Được chưa? Em search thì em cứ search download Java 8 này thì nó sẽ ra, và em thấy là cái này nó dưới của dưới cái domain là Oracle đấy. Thì trong này còn rất là nhiều JDK, đúng chưa? Đấy, JDK này. Java SE này, đấy. Thì em sẽ gì? Java SE nhá. SE này. Để xem nào. À đây mình chắc mình search SE cho nên nó toàn ra SE. Bạn thấy là có nhiều lắm, có nhiều version. Thì cái những cái đoạn đầu tiên đây này, cái này này, em thấy là nó có Solaris, có Windows này. Em check xem máy của em là 84 hay là 64 hay là 86 thì em sẽ chọn bản XE tương ứng với cài đặt. Được chưa? Đây này có Linux rồi thì có macOS. Đó. Được chưa, các bạn đã cài hết chưa vậy? Cứ im này không biết thế nào nó cơ. Java EE này.
Đấy, em sức Java EE 8 thì nó cũng có Java em Java EE đúng không? Cho nên là mình bảo các bạn là các bạn không được nhầm ba cái này với nhau. Sức Java EE thì nó sẽ ra đấy. Nó có những cái bản cắm. Cái hết chưa các bạn ơi? Cài hết chưa vậy? Chắc là cái rồi thì cô ạ. Ok, thử xem màn hình xem nào. Các bạn xem màn hình đi. Không ok, không có mic cũng được. Xem màn hình. Đâu bây giờ sẽ. Bởi vì mình muốn các bạn thử nghiệm một cái đoạn. Đoạn khác nhưng mà khác không trên IDE mà sẽ khác trên trên Notepad. Cho nên là để tới ta làm sáng tỏ cái đoạn này.